Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay nhà bếp 89 lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn cái dòng series máy cạo râu. Đây là dòng máy cạo râu của Philips series 7000. Dòng này thì nó là dòng mới nhất trong cái model 7000 của Philips. Nó thiết kế khá giống là series 5. Nhưng mà nó đẹp hơn series 5. Ở ngoài toàn bộ là mạ chrome hết. Rất là đẹp luôn. Cái màn hình hiển thị cũng đẹp hơn. Nó bao gồm một hộp định để máy để đi du lịch, một cốc vệ sinh, một dung dịch vệ sinh máy, một đế sạc, một dây sạc, một chổi vệ sinh, hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành. Cái dòng này thì là pin 60 phút sạc trong vòng 60 phút này. Được sản xuất trực tiếp tại Hà Lan nhé. Cái lưỡi này thì nó giống cái lưỡi dùng chung lưỡi với con series 5 đời mới của Philips, thì lưỡi này của nó là 45 lưỡi. Trong mỗi cái này thì sẽ là 45 lưỡi, nên là cái hiệu suất làm sạch là cực kỳ tốt luôn. Cạo rất là sạch và sát luôn ạ. Cái dòng này thì hơn series 5 một cái nữa. Nó có thể kết nối app đây. Kết nối app để đồng bộ dữ liệu ạ. Đây. Đây là cái vệ sinh này. Đây là cái hộp vệ sinh. Mình sẽ tháo ra như này. Tháo gồm nước này ra. Bóc này ra. Bỏ vào trong đây. Xong rồi đậy lại. Đậy lại này. Tháo máy. Để vào đây. Và bật chế độ vệ sinh. Đấy, khi nào có nước thì nó mới xuất hiện cái... Đây. Đấy. Đây là đang vệ sinh ạ. Đây là chế độ đang vệ sinh. Cái chế độ này thì giúp máy sạch hơn, khử khuẩn. Cái nữa là giúp cái lưỡi của mình luôn luôn sắc và bền hơn rất là nhiều so với nếu mà máy không dùng cái cốc vệ sinh ạ. Philips này thì cực kỳ đẹp luôn. Gần như là đẹp và thông minh nhất trong tất cả các dòng máy cạo râu luôn. Cạo cực kỳ êm và sát luôn.